cường. Kêu ngồi chéo chân không tốt cho em bé nữa là tôi khổ nữa nè. Tại hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ kêu là trời, mọi người biết không, là Lucy kỹ tới mức độ là cái gì cũng phải chạy lên bệnh viện. Ví dụ nhớ người ta cần siêu âm, cần cái gì quan trọng Ngào người lên, bác sĩ cũng hỏi đã tới ngày khám rồi, thôi lên sớm đấy. Thề luôn. lên hoài luôn Một ấy. tháng phải đi khám 3 lần. Ừ, tại vì bình thường ban đầu là sẽ khám nhiều, nhưng khúc về sau là bác sĩ chỉ hẹn khám những cái siêu âm quan trọng thôi. Tụi tôi thì cứ 2 tuần xách đít lên, lâu lâu cái 10 ngày chạy lên, cứ lại thắc mắc, cứ cảm thấy cứ gì bồn chồn lại chạy lên. Bình thường thì cứ bình thường có gì kiểu một tháng khám lần thôi, lúc nào hẹn lên thì khám. Trời ơi, vừa bước về cái tuần sau lại bước lên. Đã tới ngày hẹn đâu sao lại lên, nói bí gì đấy em. Em nhớ con em muốn lên coi mặt cái. Có triệu chứng gì em không? Em chả bị gì cả, nhưng mà em hay lo lo thế thôi. đi khám cho nó yên tâm. Em đi xem em bé cho nó yên tâm. Bạn ấy bảo là chéo chân không tốt đó anh ạ. À? Hỏi rồi, khổ quá. Các bạn đọc ở đâu là tôi không biết, nhưng mà hỏi bác sĩ tử tế rồi. Ê sao nó cứ bị chá chá cái mặt. Bác Thì sĩ kêu tẩy cái là này ra xíu. không sao. Đó, ngồi xổm hay là ngồi dưới đất hay là ngồi cái gì đó, bác sĩ kêu là Tùy gì? cái cảm giác của ba mẹ thôi. Tùy tùy vào mẹ vào cảm giác sao thôi. Còn lại là mình nếu mình không có bị không bị động thai này, không bị bất thường về thai nhi này, không cần phải dưỡng thai, nói chung là không có bị đang thai, mình đang rất là bình thường á, thì mình sinh hoạt bình thường. Bác sĩ nói là sinh hoạt bình thường, không có dặn kiêng gì hết mọi người ơi. Thầy bác sĩ không có dặn kiêng gì hết. Rồi có hỏi cái cũng hỏi vậy nè: ủa chị ơi, em thấy mọi người đang khuyên là không có được ngồi xổm. Tại em ngồi xổm thì mọi người kiểu cũng có gợi ý góp ý là không được ngồi. Cái nói là bác sĩ là em ngồi hay không ngồi đó là quyền của em, nhưng mà chị giải thích cho em nghe như vậy: khi mà em ngồi như vậy, em đứng lên thì em dễ chóng mặt, em dễ chóng mặt, em dễ té, em té thì bắt đầu mới tác động vô thai nhi. Đó là như vậy mọi người hiểu không, chứ còn hả thấy Và mọi chị người nói nhá, khi nào thai nhi mình bình thường mình mới được sinh hoạt như bình thường. Ví dụ như thai nhi mình ở trong cái đường của mình là đang bị hở, hay là đang bị co, hay là đang bị động thai, hay đang bị gò em bé, hay là đang kiểu bị một cái gì đó, thì bắt đầu là mình phải chú ý cẩn thận và nằm nhiều hơn ngồi. Đấy, đó là cái kinh nghiệm cái bác sĩ đó. Bác chứ sĩ tôi thấy mà bác sĩ người ta mọi cũng đẻ người rồi, nhưng mà vậy bác sĩ cũng có già dặn kinh nghiệm, chứ không phải bác sĩ kiểu trẻ trẻ.